Đến xưởng rộng khoảng 50m2 của ông Tám trên quốc lộ 22, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, dịp này đang vào mùa sản xuất. Nhưng điểm đặc biệt, cúp được ông tạo ra để làm quà lưu niệm tặng cho bạn bè, đồng nghiệp là chủ yếu. Công việc chính của ông Nguyễn Văn Tám là chuyên về đồ họa. Với niềm yêu bóng đá, khi còn đi học trung học, ông Tám đã tự mày mò sản xuất cúp bóng đá để làm quà tặng địa phương, các giải bóng ở xã ông sinh sống. Đến năm 2014, ông nghiên cứu sản phẩm cúp vàng World Cup đầu tiên bằng việc tham khảo nhiều hình ảnh, tư liệu để chiếc cúp tạo ra có tính chân thực nhất. Dựa trên hình ảnh đó, ông Tám nặng thành công chiếc cúp như tỷ lệ thật vỏn vẹn trong vòng một tháng. Lúc đầu khi mà làm cái cúp này á, thì làm bằng thạch cao, làm bằng xi măng. Nhưng mà đến năm 2014 thì mới làm được cái cúp này bằng cái chất liệu là composite. Composite là một cái loại mà keo polymer pha với lại bột đá, rồi bắt đầu có chất đóng rắn để mà nó đóng rắn lại để mình làm cái cúp. Cái ưu thế của cái cúp mà composite á là hầu như là bền, là độ bền coi như là vĩnh cửu rồi. Ngoại trừ mình cố tình mình đập nó, mình phá nó thì nó mới hư thôi. Cái độ bền nó rất là cao và cái đường nét của nó là nó luôn là rất là đẹp. Để mà hoàn tất một cái chiếc cúp mà nó thành phẩm đến với tay của các bạn á, thì nếu làm việc cho một buổi thì mình, tôi có thể là sản xuất được là khoảng chừng 10 cái cúp thôi. Rồi bắt đầu mình dành thời gian khoảng chừng mỗi một cái cúp để mình dát vàng, mình phết keo lên, mình làm nguội thì nó khoảng chừng cũng vài tiếng đồng hồ cho một cái. Cúp vàng bóng đá không chỉ được ông Tám dùng làm quà tặng từ đó đến giờ, mà ông còn làm cả chiếc cúp khổng lồ mang ra phố đi bộ Bùi Viện, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để hòa cùng cộng đồng đam mê bóng đá, cổ vũ tuyển Việt Nam vào năm 2018. Trước đây thì làm cúp là do cái niềm đam mê, nhưng mà khi xuất hiện trên ở ngoài xã hội rồi đó thì công chúng yêu bóng đá, yêu World Cup rất là quan tâm. Nên là tới bây giờ thì ngoài cái chuyện mà làm cúp mỗi mùa bóng đá để mà tặng bạn bè, để mà tặng đối tác, thì còn có một khoản cúp để mà đáp ứng khi mà các bạn có nhu cầu muốn sở hữu nó, thì mình cũng có thể là đáp ứng cho các bạn một phần nào được. Để làm cái cúp này, trước tiên cái động cơ là do các bạn tạo ra, là do cái người yêu bóng đá Việt Nam quá là cuồng nhiệt. Thứ hai nữa là bóng đá Việt Nam đang rất là phát triển. Thành ra cái niềm mong ước của mình là cầu mong rằng đội tuyển Việt Nam sẽ được lọt vào vòng chung kết. Sản phẩm của ông Tám tạo ra để ông tặng là chủ yếu, nhưng người đam mê bóng đá cũng có thể đặt hàng để ông sản xuất riêng với giá dao động từ 850.000 đồng đến 7.500.000 đồng.